tài đầy nhà trong 3 tháng tới làm gì cũng thắng lợi. Nếu trong khoảng đầu năm còn gặp nhiều khó khăn thì hãy lạc quan lên. Vì 3 tháng tới, những con giáp này sẽ được thần tài ghé thăm, tiền tài đầy nhà, làm gì cũng thắng lợi. 1. Tuổi Mão. Những người thuộc con giáp này vốn trời sinh đã luôn sống nhiệt tình, hết mình vì người khác. Cũng nhờ vậy mà trong cuộc sống của con giáp này luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ, yêu thương. Về tử vi năm 2018, nhìn chung mọi thứ đều khá tốt đẹp với người tuổi Mão. Sự nghiệp có các tinh thiên quan hỗ trợ nhưng lại có ấn tinh trong cung mệnh bị khắc chế. Tuy nhiên cũng đừng lo lắng vì sẽ có quý nhân phù trợ xuất hiện giúp đỡ bạn vượt qua những sóng gió này. Đặc biệt trong khoảng thời gian 3 tháng tới, tài vận và sự nghiệp của tuổi Mão sẽ có nhiều biến chuyển theo hướng tích cực hơn. Về sự nghiệp, sẽ có quý nhân phù trợ xuất hiện giúp bạn vượt qua lúc khó khăn. Tài vận sẽ đến trong khoảng tháng 6, tháng 7. Cuối năm sẽ là thời điểm phúc lộc đầy nhà. Tuy nhiên do có thể gặp rủi ro về tiền bạc nên con giáp này cần chú ý tới quản lý tài chính, tránh đầu tư dàn trải. 2. Tuổi Dần. Có thể nói rằng trong năm Mậu Tuất này, những con giáp tuổi Dần sẽ có nhiều biến đổi và mọi chuyện dần tốt đẹp hơn so với năm trước. Từ đây, bạn sẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh của chính mình vì luôn được phúc khí bao quanh, vận may luôn đong đầy. Những chuyện vốn bình thường trong cuộc sống cũng chuyển biến tích cực và tốt đẹp hơn. Nhất là những người tuổi Dần sinh năm 1986 sẽ có nhiều vận may trong sự nghiệp. Năm 2018 này sẽ là năm khởi đầu cho 10 năm rực rỡ, tiền tài dồi dào của người sinh năm 1986. Thời điểm này tốt nhất là nên lên kế hoạch đầu tư cho lâu dài, thế nào cũng sẽ thành công rực rỡ, thuận buồm xuôi gió. 3. Tuổi Thân. Trời sinh tuổi Thân vốn hòa nhã vui vẻ, tuy nhiên trong thâm tâm lại khá hay lo nghĩ và để ý tới thái độ của những người xung quanh. Năm 2017, con giáp này gặp không ít khó khăn trong cả sự nghiệp và tình cảm. Tuy nhiên sang năm 2018, công việc và tài vận đều khả quan hơn trước rất nhiều. 3 tháng tới sẽ là khoảng thời gian tốt của người tuổi Thân. Trong công việc có thể có sự thay đổi, tuy nhiên đây đều là những thay đổi mang tính tích cực. Nếu chịu khó mở rộng và tận dụng các mối quan hệ, những cơ hội thăng tiến bất ngờ sẽ đến với bạn. 4. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu vốn thông minh lanh lợi, luôn biết vận dụng khả năng ứng biến tốt trong những hoàn cảnh khó khăn, thậm chí còn có thể hóa hùng thành cát. Sau tiết thanh minh qua đi, một luồng khí mới sẽ đến với con giáp này. Sự nghiệp có cơ hội thăng tiến bất ngờ, công việc kinh doanh cũng thuận buồm xuôi gió. Nhờ có quý nhân phù trợ, thời gian tới người tuổi Dậu làm gì cũng thuận lợi. Chỉ cần bản thân biết chăm chỉ và nỗ lực, tài lộc của họ sẽ ngày càng dồi dào, vận trình ngày càng